Lộ tờ giấy nội dung bất thường viết bằng mực đỏ trong nhà của năm em. Tờ giấy viết ngoạch ngoạc bằng mực đỏ tươi trong nhà của năm em, thật sự làm cư dân mạng choáng váng. Mới đây, năm em đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip đang ru thú cưng ngủ. Tuy nhiên, điều cư dân mạng quan tâm không phải là giọng nói hay cử chỉ không bình thường của năm em, mà là một tờ giấy khổ A4. Có dòng chữ đỏ tươi viết ngoạch ngoạc được dán lên trên tường ngay vị trí mặt TV. Khi phóng to lên, nội dung dòng chữ này thực sự làm người ta choáng váng. Tôi sẽ một trong showbiz Việt. Việc một nghệ sĩ mang tham vọng trở thành số một là chuyện bình thường, nhưng cách của năm em lên quyết tâm bằng việc viết ra giấy mà cả tờ giấy lẫn chữ viết đều có phần cẩu thả, vội vàng rồi dán nó lên tường nhà làm người xem không thể không băn khoăn. Kể từ sau khi Tố Trường Giang bắt cả hai tay và làm hàng loạt chiêu trò quấy phá của danh hài, năm em bị cho là có vấn đề tâm lý. Cô thường xuyên đăng tải những nội dung lỗ bịch trên mạng xã hội, quay livestream khóc cười không lý do, khoe cảnh nhập viện liên tục, hình ảnh một hoa hậu thông minh, hài hước trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất. Thời gian gần đây, năm em bắt đầu trở lại với hoạt động nghệ thuật nhưng khá cầm chừng. Cô vừa tham gia một số bộ phim truyền hình. Năm em lộ mặt hốc hác, nghi vấn vừa nhấn mí khiến nhan sắc khác lạ sau thời gian ở ẩn. Năm em lộ diện với gương mặt hốc hác, người hâm mộ còn đặt nghi vấn cô vừa nhấn mí. Bỏ qua những lùm xùm trong cuộc sống cá nhân thì năm em vẫn là một trong những nhan sắc nổi bật của VBiz. Dễ dàng nhận ra nhiều năm nay, năm em vẫn luôn trung thành với phong cách nhẹ nhàng, mái tóc đen bồng bềnh khá an toàn. Thế nhưng mới đây sau một thời gian ở ẩn không xuất hiện ở các sự kiện giải trí, cô đã gây bất ngờ khi lột xác hoàn toàn với mái tóc màu bạc kim. Qua đoạn hình ảnh chia sẻ trên livestream cá nhân, gương mặt của nam em thậm chí có vẻ hốc hác sau giai đoạn tăng cân chóng mặt. Nhiều khán giả còn nghi ngờ người đẹp vừa chỉnh sửa nhân mí khi lộ diện khác biệt với trước.